Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may bộ quần đùi áo ba lách mặc mùa hè, chất liệu cốt tông nhé. Đầu tiên này, mình hướng dẫn các bạn cắt áo trước này. Áo ba lỗ quần đùi này, dài áo 55 này, mình chia số đo nhé. Dài áo 55 này cộng với 3,5 này, đường may này 58,5 này, rộng vai 35 17,5 này, vòng ngực 85 là 21 này, vòng bụng 78 là 19 này, vòng mông 22 này. Khách yêu cầu mặc sát nhé các bạn nhé. Mặc sát thì mình sẽ không cộng cử động này. Vòng mông 22 này, mình xem đã đủ chưa này, gấp thêm này. Các bạn muốn áo nó không bị chéo canh nha, các bạn gấp thẳng canh cho mình và lấy thước góc này, đo vuông góc cho mình này, thì cái khi may cái gấu áo nó không bị vặn này. Dài áo 55 cộng 3 là 58,5 này, 58,5 này. Vòng ngực 21 này, vì là áo sát lách mình cho là cộng thêm, hạ thêm một phân nữa là 22 nhé. Eo để 35, 36, 58,5 này. Các bạn vẽ ra đây nữa thì nó thẳng canh hơn này. 22 này, 36 này, mông 22 này. Các bạn để nguyên 22 cho mình, cho thêm 5 ni đi, vì bác này trung tuổi. Mặc sát cho một phân nữa đi, 23 đi, phần dưới cho rộng ra một tí, 23 này. Bụng 19 này, 19 các bạn cộng cho mình một phân, 20, 23, 20. Hạ đường ngang ngực này, 21, không cộng nhé, vì là mặc sát ngực. Các bạn lối xuống đường eo cho mình, đánh cong một tí này, cho ra một tẹo, lối được cổ lên, ngang cổ để các bạn để 10 này, hạ cổ vì là áo sát lách này, áo dạng áo dây này, mình sẽ hạ mười hai đi cho trẻ, hạ sâu cổ 12 thân sau nhé, 10. Các bạn lối lên cái đường ngang cổ, lối chéo từ đường ngang cổ xuống đường hạ cổ, chia đôi cái đoạn giữa cổ này ra, các bạn lấy giữa cho mình, hạ xuôi vai các bạn để 3,5, rộng vai 17,5, các bạn lấy 17 thôi, 17 lấy 16,5 cho mình, hạ trừ cho mình một phân để cho nó không thừa vai, 16,5. Các bạn lối lên phần cổ cho mình, phần cổ lối về 10 phân, các bạn chia 3 cho mình, lối vào phần đầu tiên của đường vai để nó không bị thừa cổ nhé. Đến hạ đường, hạ đường lách này, vòng ngực của nó là 21 này, 8, 2, 16, 16 với
52 là 10, 82, 16 hay là 1, là 17. 17 này. Các bạn trừ đi 1 phân rưỡi còn 15,5. Các bạn kéo lên cái phần vai cho mình. Lối giữa cho mình. Đặt thước vào các bạn. Vẽ vào giữa cái đường hạ nách này. Thế là mình đã cắt xong thân sau của áo rồi nhá. Còn gấu các bạn lên cho mình 2 phân. Cắt luôn bằng đường phấn nha các bạn nhé. Cắt luôn bằng đường phấn cho mình. Vì hàng cốt tông nó không để đường may, mình cộng luôn rồi. May sát nữa. Các bạn vào đây thêm cho mình một phân nữa đi. Nhìn cái vai nó hơi to, nó hơi xấu, để 15 thôi. Để 15 vai thôi. Nối vào đây. Nhìn nó to quá nó không xinh. Để cho mình tầm 5 phân. Các bạn vẽ vào đây cho mình. Nó xinh hơn. Cái vai to quá mặc nó không đẹp nhé. Mình cắt đứt luôn. Cắt theo đường phấn mình vừa vẽ lại. Mình cắt xong thân sau rồi nhé. Rồi mình cắt thân trước này. Vẽ đường để thước này, vẽ cho mình một đường vuông góc này, 55 cộng 3 58,5 này. Hạ lách 22 này, eo 36 này, đường hạ lên cũng thế nhé, 58,5 này, lách 22 này, eo 36 này, bụng 20 này, mông 23 này, ngực 21 này, lối lách này, gấu và eo với nhau đánh cho mình một tí vào cho nó suôn. Phân trước này 10, xuôi vai để cho mình 4. Vừa nãy là rộng vai 17,5 trừ 1 16,5 trừ thêm một phân nữa. 15,5 cho 16 đi. 16 này. 11 này. Cổ mình hạ 16 nhé các bạn nhé. Vì là áo sát lách mặc mùa hè nên là cho thoáng cổ một tí thì nó sẽ mát mẻ hơn, nó không đầy cổ này. Ta lối lên đường hạ cổ này. Chia đôi cái này ra, các bạn nối vào đây cho mình. Chia 1/3 cổ này ra, bạn nối lên phần đầu tiên của cái 1/3 cho mình. Cái này hơi bị lỗi vải nhá, mình lại phải đẩy lên này. Các bạn trước khi cắt để ý lỗi vải cho mình nhá. Cái này của mình nó bị lỗi vải đây. Mình phải vẽ lại tí nhé.
mông để 22, 23. Mình vẽ lại chút nhé. 20. 21. Cổ 11. 11. Vẽ lại qua cái cổ cho mình. Các bạn nối lên. Phân 16. Các bạn để phần vai của hai cái thân vào với nhau xem nó bằng nhau chưa. Phần ngang cổ này, bạn kiểm tra này, gần như ok rồi nhá. Mình xem lại cái xuôi vai này. Xuôi vai này mình lấy 4 ra đây, nó sâu quá. Lấy đúng là nó bằng 17,5 đi. Mình lối lên đã. Nhìn nó hơi sâu. Rồi, vào chỗ này cơ. Lấy đường hạ lách các bạn nhé. 52 là 10, 8, 2, 16, 17, 16, 15. Các bạn để 14 cho mình. 15 đi cho nó đỡ sâu lách. Các bạn nối vào đây cho mình. Nối vào đây. Chia giữa lấy cho mình. Chia đôi cái đường này ra, bạn nối vào đây nhá. Mình đã xong thân trước. Khi cắt xong, các bạn để thân sau ra. Để lên cái đường này cho mình. Cho hai cái gấu này nó, mình lượn lên nó bằng nhau nhá. Cắt đứt đường phấn luôn. Các bạn để ý nhé, không là cắt nhầm đường phấn ngoài, mình vừa vẽ nhầm nhá, mình nó bị lỗi vải nhá, là hỏng luôn áo nhá. Cắt lỗ trên này, các bạn kiểm tra lại cho mình. Hai cái vai nó bằng nhau chưa này, một tí to bé mình viền vào nó không vào được nhá. Và mình chỉnh luôn, cái này nó sâu quá nó cho lên một tí này. Mình đã hướng dẫn xong các bạn, cắt xong áo sát lách, thân sau thân trước. Mình cắt luôn viền nhé. Viền tất cả các bạn đều cắt ngang nhé. Cốt tông không được cắt dọc nhé, cắt dọc sẽ không viền được nhé. Canh dọc là không bao giờ viền được hàng nhé. Cắt ngang hết cho mình nhá. Mình cắt dây viền cổ trước này. Dây viền cổ bao giờ nó cũng dài. Ít nhất là 28 đến 29 cm. Ok rồi. Mình đặt thước lên. Dài thẳng canh các bạn nhé. Dài thẳng canh cho mình. Một tí nó chéo là viền nó bị vặn viền nhá. Nó vặn viền thì mình sẽ không viền được. Các bạn án chừng mắt là cũng ra dây viền mà. Đặt thước góc vào cho mình. Kẻ vuông góc cho mình. Cắt cho mình tầm 4 cm. Các bạn là không ướng được thì các bạn là vẽ nhé. Chứ mình cắt quen rồi là mình cắt luôn, không cần vẽ nữa. Xong dây viền cổ nhá.
Đến biển lách thì mình để ngắn hơn để tiết kiệm vải nhá. Tí mình làm túi của quần nhá. Lách thì tầm này là vừa thôi các bạn nhé. Cắt bằng dây viền cổ luôn cho mình. Các bạn nào mà chưa áng được nhá thì lấy thước vẽ luôn nhá, không tí là ngoằn nghèo là không viền được nhá. Cái áo đẹp nhất là cái viền nhá, viền cổ, viền lách nhá. Mình đã hướng dẫn các bạn cắt xong áo ba lách nhá. Chúc các bạn cắt thành công.